Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tóm tắt phim khờ. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim là ví dụ điển hình cho câu nói ghét của nào trời trao của ấy. Nào hãy cùng đón xem bộ phim trò chơi thù hận để xem tình yêu sinh ra từ thù hận nó thú vị như nào nhé. Nữ chính của chúng ta tên là Lucy, cô đang chạy đua cho vị trí giám đốc phòng văn học của một công ty xuất bản sách nổi tiếng và dĩ nhiên để có thể vào được vị trí quan trọng như vậy thì Lucy sẽ phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Một ứng cử viên sang giá khác là John, người đã từng tốt nghiệp đại học Harvard danh tiếng. Có vài lý do khiến Lucy không thể ưa nổi John đầu tiên anh ta là người không bao giờ cười ngay từ lần đầu gặp mặt đã vậy rồi thứ hai john là kiểu người thích kiểm soát mọi thứ đồ đạc hay bất cứ thứ gì anh sở hữu phải được gọn gàng ngăn nắp từ đồ đạc trên bàn đến quần áo mặc trên người thứ ba john luôn chỉ trích cô mặc cho đó là những lỗi rất nhỏ nhặt và quan trọng nhất là john đưa ra một danh sách người cần sa thải và trùng hợp đều là bạn bè của lucy trong công ty việc chọc tức john được lucy coi là động lực để phấn đấu trong công việc cặp đôi này còn cùng hẹn trước với nhau nếu một trong hai trở thành giám đốc thì người còn lại sẽ phải nghỉ việc không biết kiếp trước Lucy và John có ân oán gì, mà đến kiếp này cả hai lại vào làm cùng công ty, để rồi cãi nhau từ lúc làm việc đến khi về nhà. Tối hôm đó sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, nhắc nhở con gái về chuyện cô đã ấy hơi lâu rồi, Lucy đã vô tình có một giấc mơ kỳ lạ, cô và John có một đêm quản quại cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của mình. Sáng hôm sau khi đến công ty, Lucy hành động có phần nóng ngóng hơn bình thường. John thấy vậy hỏi rằng, cô đã có một giấc mơ về tình dục à, có anh ta trong đó không? Lucy nói dối một cách thành thạo rằng, có một anh chàng đẹp trai đè lên người khi cô không mặc gì cả và tối nay cô sẽ hẹn hò với chàng trai đó. Vì đã lỡ mồm nói ra nên để không bị mất mặt trước kình địch, Lucy đã tìm đến chỗ của Danny, một nhân viên thiết kế đồ họa, nhờ anh giả làm bạn trai và hẹn hò với cô tối nay. Dĩ nhiên Danny đồng ý ngay lập tức, vì anh cũng đã thầm thương trộm nhớ Lucy bấy lâu nay. Dù lúc nào cũng tỏ thái độ ghét ra mặt với John, những thực lòng Lucy luôn rất tò mò về chàng trai này. Tranh thủ lúc John đi ra ngoài, Lucy vội chạy sang xem trộm máy tính và sổ tay của John, nhưng chưa kịp làm gì thì John đã quay lại. Tối hôm đó khi cả hai đang trong thang máy để đi về, John hỏi Lucy cô đang cố tình chơi trò ghét nhau mỗi ngày à cô có thực sự ghét tôi không không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lucy lao vào ôm hôn thắm thiết anh chàng kia giống như là nắng gắt gặp mưa rào ép a lâu ngày gặp được người mình thích nhưng tiếng chuông thang máy vang lên làm cả hai bất giác rời nhau ra sau đó thì john vẫn đưa lucy đến quán bar cho buổi hẹn hò với danny lucy và danny nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc sống của cả hai cô cũng cảm thấy có chút bất ngờ vì danny là người khá thú vị và anh chàng nói chuyện thực sự ăn ý với cô lát sau john tìm lucy để đưa chiếc ví mà cô quên trên xe khi này lucy đã thẳng thắn nói với john rằng nụ hôn trong thang máy chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc buổi sáng hôm sau tâm trạng của lucy vô cùng phấn khởi cô nàng còn nhận được hoa cho một ngày làm việc đầy năng lượng khi đến công ty john chủ động xin lỗi lucy vì hành động tối qua và mong cả hai sẽ cùng nhường nhịn một chút để đối xử với nhau như những đồng nghiệp thân thiện vừa ký hiệp định hòa bình chưa được bao lâu thì cả hai lại bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh cục bộ nguyên nhân là công ty sắp tổ chức team building cấp trên cần lucy và john đưa ra ý tưởng lucy thì nêu phương án sẽ cùng mọi người đến phòng hội thảo để chơi trò chơi tìm hiểu về sách trong khi John đề xuất đi bắn súng sơn ngoài trời. Dĩ nhiên sự ủng hộ của cấp trên cho phương án của John làm Lucy phát điên, nó khiến cô không thể tiếp tục cuộc đình chiến. Không tham gia trò chơi team building, John phát hiện cơ thể Lucy đang nóng lên như lửa đốt, nhưng cô nàng thì đang ham hở sẽ hủy diệt John trong trò chơi, nên cô cũng chẳng bận tâm đến điều gì khác. Nhưng John cũng không để Lucy được thỏa mãn, anh xếp cô cùng đội với mình, còn anh chàng Danny thì lại ở đội bên kia chiến tuyến. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết, chỉ khổ thân Danny đã bị trúng đạn và phải rời cuộc chơi, ấy vậy mà vẫn bị John cho thêm vài viên đạn vào mông khi đang tham chiến khốc liệt john thấy lucy bị trúng đạn nên vội lao ra đỡ cho cô cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân vậy john vội đưa lucy về nhà của mình toàn thân cô nàng run rẩy đầu óc quay cuồng về đến nhà chưa kịp định hình gì lucy đã phải vội lao vào nhà vệ sinh để nôn john lúc này tỏ ra vô cùng ân cần chăm sóc cô sau đó còn gọi anh trai là bác sĩ của mình đến khám bệnh và cây thuốc hành động dịu dàng như vậy làm sao có thể không động lòng cơ chứ cả hai khi này đã có thời gian để tâm sự và hiểu nhau hơn có lẽ sự thù ghét bấy lâu nay giữa bọn họ cũng dần biến mất buổi sáng thức dậy lucy còn bất ngờ hơn anh chàng John vẫn ở đó và còn dọn dẹp sạch sẽ phòng cho cô, chắc chắn cô đã nợ John một ân huệ lớn rồi. Hôm đó khi đến công ty làm việc, Danny đã chờ sẵn để tặng hoa cho Lucy, lại còn thể hiện hành động thân mật với cô trước mặt John. Thật cùng công John đã mua hoa hồng và nước dâu mà Lucy yêu thích, lúc thì không có ai, lúc thì lại cả hai cùng đến. Điều này làm Lucy cảm thấy vô cùng khó xử. Cô nàng cảm thấy áy náy nên đã cầm chiếc bánh dâu tây đến cho John và hứa sẽ thực hiện bất cứ điều gì anh muốn. John lại tỏ ra không hề bận tâm, Lucy liền đẩy anh vào nhà kho và định trao cho anh một nụ hôn mặc dù vậy john vẫn cảm thấy có chút hoài nghi anh bảo cô hãy đi hẹn hò với danny và hôn anh ta sau đó hãy nói cho anh cảm giác khác biệt ra sao vậy là lucy cũng làm thật cô đã hẹn hò và chủ động hôn danny lucy nhận ra đó không phải là tình yêu có lẽ cô và danny chỉ thích hợp làm bạn tâm giao sau đó cô nàng lại đến nhà để tìm john trong lúc lucy vẫn còn đang lưỡng lự định nhắn tin cho anh thì john cũng mới ở ngoài trở về hai người tình cảm trao nụ hôn cho nhau john dẫn cô vào nhà để tìm hiểu căn phòng của anh không ngờ lucy lại hứng thú nhất với phòng ngủ cô chủ động đề nghị john chơi một trò chơi đặc biệt để cả hai có thể thiêu đốt một chút năng lượng lúc này john bất giác đẩy lucy ra anh cảm thấy không thể làm chuyện đó với đối thủ trong công việc lucy cảm thấy john đang chơi đùa với cô nên tức giận bỏ đi anh chàng cũng chẳng đoái hoài gì đến việc đuổi theo nếu john đã thích vậy lucy cũng quyết chơi tới bến với anh cô lại tìm đến danny nhờ giúp đỡ với dự án của mình cho cuộc cạnh tranh công bằng với john đang hăm hở chuẩn bị cho cuộc chiến nảy lửa sắp tới john lại bất ngờ có mặt trước nhà lucy anh muốn đón cô đi dự đám cưới anh trai mình dù không muốn đi nhưng cô cũng đã nợ john nhiều điều nên đây có lẽ là cơ hội để cô trả ơn và không còn dây dưa gì với anh ta nữa. Lucy cũng tỏ ra là một người khá cẩn thận, cô đã hỏi thăm kỹ càng về gia đình John trước khi sắm vai người bạn gái ngoan hiền. John bảo mẹ anh là một người tuyệt vời, trong khi bố anh lại có đôi chút phức tạp, đặc biệt là sau khi anh bỏ đại học y để theo nghề xuất bản sách, mâu thuẫn giữa hai bố con ngày càng gai gắt. Sau đó cặp đôi này đã đến nơi, có điều bọn họ không ngờ được là khách sạn mà John và Lucy đến thuê chỉ còn một phòng duy nhất. Lúc sau Lucy đang trang điểm để chuẩn bị đến đám cưới, thì John lại tự nhiên bước ra từ phòng tắm. Cô không kiểm chế trước cơ thể lực lưỡng kia, nên đã quyết định cảm nhận sức nặng của john nhưng vẫn không quên nói với john dù thế nào đi nữa thì cô với anh vẫn chưa xong đâu sau khi xong xuôi cả hai lại ngồi lại tiết lộ cho nhau nghe về những bí mật của bản thân john kể lucy nghe về những ký tự đặc biệt trong cuốn sổ tay của anh lucy thì nói cho john nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình khi mà john đã làm gì đó với cô trên giường hôm diễn ra đám cưới anh trai của john anh cũng đã giới thiệu lucy với bố mẹ mình và thậm chí lucy còn khen bố john rất thân thiện vợ của anh trai john cũng là một tuyệt sắc gia nhân đặc biệt hơn nữa cô gái này còn tiết lộ cho lucy rằng cô ta đã có thời gian qua lại với chôn trước khi cưới ông anh trai nghe xong cô càng thấy chôn thật đáng thương bố thì không bao giờ ủng hộ trong công việc vợ của anh trai lại là người yêu cũ của anh chính vì vậy cô ra sức nói tốt về chôn trước mặt bố mẹ anh và anh chàng cũng không ngần ngại dành cho lucy những lời có cánh mẹ chôn thì hoàn toàn khác bà yêu thương và luôn tôn trọng quyết định của con trai bà nói rằng lucy đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của chôn và có lẽ điều đó lại làm trỗi dậy tình yêu của cô dành cho anh thế nên khi thấy bố chôn đang chỉ trích anh về công việc hiện tại cô nàng đã không ngần ngại mà to tiếng với bố chôn những lời nói ra làm cho ông phải cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên John thì cảm thấy rất vui khi nghe được những lời này. Sau đó John dẫn Lucy về nhà và chứng minh cho cô thấy, anh chưa một giây một phút nào ghét cô, thậm chí tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sở thích của cô. Vậy là cả hai chính thức bắt đầu một tình yêu đích thực, một tình yêu mà cả hai chưa bao giờ dám thừa nhận trước đó. Vậy mà sáng hôm sau, Lucy lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa John và ông chủ, rằng John đang giúp ngủ cô trên trận chiến để anh có thể dễ dàng chiến thắng trong cuộc đua vào chức giám đốc tình yêu của chôn và lucy thật lắm trong gai cảm giác đắng cay ngọt bùi cứ thế mà lẫn lộn đan sen vừa mới bắt đầu yêu nhau vậy mà vì công việc mà cả hai lại xảy ra tranh cãi kịch liệt lucy lại quyết tâm đánh bại chôn bằng dự án mà cô đang ấp ủ buổi thuyết trình cuối cùng cũng diễn ra dự án về sách điện tử được cập nhật định kỳ để người đọc có thể kết nối với tác giả của lucy đã giành được rất nhiều lời khen ngợi nhưng khi thấy chôn đang đứng nói chuyện vui vẻ với các vị giám khảo lucy biết mình đã thất bại nhưng thật bất ngờ John công bố người thắng cuộc cho chức giám đốc chính là Lucy còn anh thì đã tìm được một công việc khác. Hóa ra John cố tình đánh thức động lực làm việc của Lucy để cô có thể quyết tâm hơn và đánh bại các ứng viên khác. Lucy cuối cùng đã có tất cả, trở thành giám đốc phòng văn học và có được một cái kết trọn vẹn với John. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bài học xuất ra cho những ai đang ép là hãy cố gắng mà ghét người nào đó trước khi bạn và đối tượng đó có được tình yêu nhé. Đấy là trong phim thôi, chứ ngoài đời các bạn có làm theo thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.